Đây là chất thải rắn được chở trên thùng hàng chiếc xe container do tài xế Nguyễn Công Luận điều khiển vừa bị người dân ấp 2 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú phát hiện, kiểm tra và chặn lại. Một thùng hàng đầy ắp rác thải y tế lẫn lộn với nhiều chất thải rắn khác. Nếu chất lọt, tất cả số rác thải này sẽ được chở đến bãi đá gần đó và chôn lấp xuống những hố nước sâu, vốn là bãi đá đã khai thác xong. Trên thùng xe hôm nay á thì có vẫn có kim tiêm, vẫn có dịch truyền, vẫn có nó, nhưng mà vẫn lại có cả cái chất thải là cái miếng mà miếng dây nhám trà gỗ này. Người dân địa phương đã nghi ngờ do thấy có nhiều xe lạ ra vào bãi đá vào những thời điểm bất thường. Những chiếc xe này đều được phủ bạt kín mít và bắt đầu hoạt động từ hơn một tuần nay với tần suất mỗi ngày 2 chuyến. Có nghĩa là rất là mờ ám, chở trưa nắng và tối. Trưa nắng và tối mà chúng tôi đi vào thì không còn cái gì ở trên mặt đất hết. Đây mà chở rất là nhiều xe mà tại sao không còn gì trên mặt đất? Nếu mà chiều sâu của đất móc dưới đó thì bằng với tương ứng với cái đáy giếng của 30 mét chúng tôi, khoan giếng. Đó là tôi đang nói giếng khoan, còn theo cái mạch ngang của nước thì nó đã chạy thẳng vào, trực tiếp vào trong giếng rồi. Bãi đá bị đổ trộm chất thải rắn nguy hại hiện do một người dân ở địa phương đứng tên làm chủ và vẫn đang trong thời gian khai thác. Vì vậy người dân rất mong chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ. Trên hết là phải xử lý số rác thải đã được chôn lấp để trả lại môi trường sống an toàn cho người dân. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý là nghiêm khắc, khắc phục hết những cái đã chôn rồi, bỏ vào đúng nơi cho phép. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà không được cái công ty này cho thuê bao nhiêu năm không biết mà không được quay lại đây đổ vào đây nữa. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú tiến hành lập biên bản đối với tài xế Nguyễn Công Luận. Bước đầu thì tài xế Luận đã thừa nhận hành vi của mình và khai số chất thải này được chở từ Bình Dương tới.